cái này là sống càng lâu càng tốt à? Ôi bạn ơi, mình biết là có nhiều bạn đến bây giờ vẫn chưa biết Facebook của mình trông như nào. Đây là Facebook của mình các bạn nhá, Trần Phạm Mạnh Hùng là tên thật của mình nhá. Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử bản máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn, đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nhá. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hùng Akira Mobile. Và chào mọi người đã đến với chuyên mục Hùng 2 Minigame. Và nó đã ra mắt trong game Free Fire, một chế độ mang tên là trợ thủ nhào lộn. Mà nếu như các bạn nào đã chơi qua những tựa game như kiểu là Fall Guy thì nó trên máy tính, nhưng có thể nhiều bạn không chơi, nhưng chắc các bạn đã xem anh Độ MC chơi rồi. Và tựa game gần đây rất là quen thuộc với các bạn, nói đến tên ai mà không biết, chắc chắn luôn là người vượn. Đó chính là Play Together, hay gọi một cái tên Việt Nam đó là game giả lập câu cá. Thì cái game giả lập câu cá đây, chúng ta cũng có một cái khu vực nó gọi là khu trò chơi. Thì cái khu trò chơi này chúng ta sẽ chơi được các cái mini game. Và game Free Fire chúng ta bây giờ đã cập nhật một cái chế độ mang tên là trợ thủ nhào lộn. Chúng ta sẽ chơi trong hình dáng của con trợ thủ. Và con trợ thủ đấy thì tất nhiên là các bạn, chúng ta sẽ chơi những cái mini game giống y như Play Together và cả gọi là Fall Guy nữa. Vậy bè nó chơi như nào thì mình cũng chưa biết, mình chưa chơi một trận nào. Và đây sẽ trận đầu tiên mình vào mình chơi thử cái mini game này. Mình sẽ test để xem chơi như nào nha các bạn nha. Ui, mới vào cái cho làm nóng có 15 giây vậy. Bắt đầu giống con gọi là con hàng gọi là gì nhở? Bắt đầu giống con hàng gọi là Squid Game rồi các bạn. Ok, như vậy là click chuột là nó sẽ lăn các bạn ạ. Vâng, và bây giờ tôi vẫn chưa biết được rằng là cái nút nhảy sẽ là nút nào đây. Ố, sao lại thả em ở đây? Mãi cả cứ tập bọn kia đứng ở tít trên kia kìa. Ôi, chơi chê bẩn vậy. Chơi đâu? À, ok, như vậy là chúng ta chỉ có cái nút nó gọi là... À, chúng ta có một nút chạy và chúng ta có một nút nhảy các bạn ạ. Chúng ta khi mà chạy nhanh ta không nhảy được các bạn ạ. Ui, khó vai lồng. Trời đâu. À, cái này thì mình chắc là mình sẽ phải đợi nó xoay lên. Vâng, ôi bên này có con robo này. À, nếu như mình dùng pet nào thì nó sẽ... Nếu như mình dùng pet nào thì cái hình dáng gọi là... Cái con pet gọi là mình đang chơi nó sẽ là hình con đấy các bạn ạ. À, ra là dựa. Cái này có rớt không? Cái này có rớt được không? À, cái này không rớt được các bạn. Cái này chỉ có là các bạn đi chậm về đi nhanh thôi. À, cái này thì các bạn cứ bắt cua bừa là qua thôi. Vâng, nói chung là bạn nào mà chắc là đen lắm chắc mới xịt. Đó, cái này thì cứ bắt cua bừa là ra. Ôi, cái này là mê cung à các bạn. À, chúng ta có thể bấm nút chạy nhanh để cho nó chạy nhanh các bạn ạ. Ô, chạy nhanh vẫn nhảy được này. Ô, giờ mình biết là chạy nhanh vẫn nhảy được. Nhưng mà mỗi tội chạy nhanh chúng ta sẽ không dừng lại được các bạn ạ. Cho nên là chúng ta phải lưu ý một tí là lúc chạy nhanh chúng ta phải chạy nhanh là phải chạy liên tội luôn. Ồ, như vậy là vẫn chưa có ai về đích các bạn ạ. Tôi mới chơi lần đầu nên là chưa quen lắm, nên là có thể là cái bọn này nó tạm vượt qua tôi ở trong game này thôi. Sang game sau thì mơ đấy mà húp. Ok. Đừng. Đưa. Để em lên cao quá. Đúng rồi, ok, em sợ độ cao lắm. Ôi giời ơi. Qua. Ui, con thỏ nó. À, có gì nhỉ, con hổ nó biết bắt cua luôn mấy ông. Ôi, định mệnh khó thế. Ui, các bạn ơi, thế luôn. Mình cử động mấy cái game kiểu Play Together các kiểu quen rồi ấy. Giờ cử động cái game Free Fire nó không quen luôn đó các bạn. Ui, khó dã man luôn nhá. Trời ơi, thằng kia nó hoàn thành được các bạn. Định mệnh nhà nó được, thằng kia nó hack cái gì vậy? Trời ơi, dân chơi rồi đúng không? Má chơi giờ nhà, chơi trước nhà. Ôi cái quả búa đánh kinh vãi cứt. Ôi quả búa này đánh khó chịu nha. Từ đấy, nó sẽ xoay như này. Đó. Ôi, mẹ, nó đánh mấy đằng sau rồi kìa. Má vãi cả búa. Ôi, lại chúa trên cao tơn đào phò kê búa. Búa xịn thế, búa này cho em xin với. Ok. Kìa. Đừng. No. Ok, may quá bị búa đánh cho gần ngất rồi, nhưng không sao cả, chấn thương sọ não long trời lở đất, nhưng mà em vẫn đi qua được. Ui, các bạn ơi, khó mờ lờ luôn, các bạn nhìn xem 20 người mà mãi chưa có ai qua. Vâng, ở đây chúng ta có cả những con khỉ này. Vâng, bò trông lực mờ lờ. Ui, thanh niên này trông bò trông hài quá. Ui, thanh niên mẹ không rớt luôn, ảo ma vậy. Ui, trông con mèo này. trông nó buồn cười vậy. Trông nó khuyết tật dã man này các bạn. Trông con hổ nó còn đỡ khuyết tật, trông con mèo với con khỉ thì trông nó khuyết tật dã man. Ôi, trông con cún kìa. Ủa rồi con này nó chạy kiểu gì đây? Con này là... Cái con robo này nó chạy kiểu gì rồi? Vâng, con robo được free. Như vậy là tôi xếp hạng 2 với ông ạ. Tôi thua đúng một đứa thôi. Đó là bạn Vành, bạn ấy chạy hơi nhanh. Ui, nó lại còn có cả vòng tiếp theo nữa các bạn ạ. Hình như nó chỉ tính top 20 người thôi là được điểm cao nhất hay sao ấy. Ui,
Như vậy là một cái game này rất là lâu nha các bạn nha. Chúng ta còn vòng 2 đó là vòng chảo chiên. Ồ, một mã chảo luôn kìa. Nói chung là vòng này thì mình bắt đầu mình quen tay hơn rồi các bạn. Nãy là lần đầu tiên mình chơi, nhưng mà lần này thì là lần thứ hai rồi. À, thằng game thủ này mày là thằng top 1 đúng không? Nên tập sẽ để ý mày. Ôi, thế nhưng mình lưu điểm hồi sinh rồi. Ờ đúng rồi, mình lưu điểm hồi sinh rồi. Đấy, tất cả đều nằm trong sự tính toán. Cái mặt chào. Tất cả đều nằm trong sự tính toán. Tất cả đều nằm trong sự tính toán. Tất cả đều nằm trong sự tính toán cả rồi. Ui, tôi đào đỉnh Valor VIP slip mẹ luôn mấy ông. Trời ơi. Úi trời ơi, parkour như thế này thì thôi chứ. Các bạn có biết không? Các bạn có biết không? Ngày xưa Hùng Akida nổi tiếng ở bên cộng đồng mini cua là parkour đấy nha. Ngày xưa các bạn nào mà có xem bên mini cua là biết Hùng Akida nổi tiếng là parkour. Vâng. Trời ơi, xong tôi còn parkour được cả Minecraft luôn nha. Giờ qua Free Fire thì đứng lại cái quạt. Giờ qua Free Fire nó hơi khác một tí thôi, nhưng mà mình phải công nhận với các bạn một điều luôn. Nói một câu cho nó vuông luôn, phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp nó là mãi mãi. Nhất tiện là cho em qua cái chỗ này cái được không ạ? À, chỗ này nó khoai quá. Adu đỉnh mạnh, khó lắm các bạn ạ. Ui không đơn giản luôn á. Cái chỗ này thách thức trí tuệ nhân loại nhà. Từ đấy đã, cái chỗ này là làm thách thức trí tuệ nhân loại. À, có cái cánh quạt. Tôi qua được cái cổ màu đỏ rồi thì có cái cánh quạt. Chưa quen thì không sao hết, tất cả mọi việc. Cái định mệnh nhà đó có một thằng hoàn thành cuộc đua rồi các bạn ạ. Vãi cả cướp tạ thề luôn. Mấy cái đứa ấy đi nhanh vậy nhở. À, cái cánh quạt. Cút ra ngoài. Rồi, ok các bạn, ok mình đi qua cái chỗ kia. No, đéo kịp rồi. Ôi rồi, không biết là có được qua vòng trong không. Hình như là được qua hay sao các bạn ạ. Mình không biết nữa, mình nghĩ chắc là nó cho qua vòng trong ấy, nó tính theo điểm mà. Mình cũng được top 6 lần cơ mà. Không sao hết, gỡ ở vòng sau các bạn ạ. Đây rồi, sử dụng các vật trên đường đua để tránh cái gì đấy, tránh đạn à. Ok á, em chưa kịp đọc hết hướng dẫn mà em mới chơi mà. Từ em mới chơi mà. Ok, nôm na là được tăng tốc. Ừ ok được rồi. Ok, nôm na là tôi đang được tăng tốc. Tôi đang kiểu bốc côn xe gió đạp chó mất tiêu luôn. Rồi, đó còn có mấy cái dấu hỏi chấm nữa. Nôm na là chúng ta sẽ được một cái gì đấy gọi là dị biệt. Không biết là được cái gì, nhưng mà nói chung là cứ nhặt thôi. Ok, nhặt lấy cái tăng tốc cái. Úi xời ơi, gì chứ. Cái này tổ lái này tôi là nghề rồi. Đến khoảng thời gian để gỡ điểm rồi. Không biết là đụng vô mấy cái này bị cái gì không. Nhưng tất là không nên đụng vô. Cái nó cho dịch chuyển về lãng cước à. Ôi rồi ôi. Vâng, top 1 anh đi một đường thẳng tắp. Nổ địa chỉ ra mấy thanh niên kia. Trời ơi non. Như tầm trường mới mua vậy. Chưa từng trải. Mình mới chơi 2 round thôi. Đến round thứ 3 là tôi đã cảm giác tôi master được cái tựa game này rồi. Vâng, trông con mèo nó đi bộ về đích kìa. Vâng, hình như là nó về kịp rồi các bạn. Ui, tôi được cộng 20 điểm. Nhưng mà tôi vẫn top 5. Trời ơi, thằng kia nó tận 50 điểm, liệu vừa được qua nó không ta? Không biết là cứ top 1 trận này cái đã các bạn. Tôi nghĩ là top 1 trận này xong là tôi sẽ được top 1 chung cuộc. Để đập tan, đừng để bị đập bởi các vật ở trên cao. Ê, đừng bảo nó rơi mưa tên lửa ở trên đầu xuống nha. Rồi ơi, mưa hòm thính ở trên đầu các bạn. Mưa hòm thính ở trên đầu. Ủa là mấy cái này nó rơi vô đầu trong cái này. Rơi vô đầu thằng nào là chết thằng đấy hả? Ủa là vậy hả? Rồi không ấy, anh gà đán làm cái nào đấy rơi mẹ cái hộp thính vô đầu của thằng Đồng đi. Rồi ok, có ba đứa ngòm củ tẻo rồi các bạn ạ. Hình như là cái bóng này nó khá là dễ, mình chỉ cần né với cái bóng đi thôi mà. Trời ơi, game dễ thế. Ui, game này thiết kế cho con nít chơi các bạn ạ. Bình thường về cơ bản thì chúng ta là người lớn. Ôi giờ mình mới để ý mấy cái hộp quà này nó lăn nha. Ok, rồi nói chung là về cơ bản thì mình là người lớn. Mà một khi mình đã là người lớn là thì không việc gì phải sợ các bạn ạ. Người lớn chúng ta ấy là phải bình tĩnh. Ôi lắm hộp thế. Không sao hết, làm người lớn là chúng ta phải bình tĩnh. Ok, lắm hòm quá. Anh ở cho em đứng kè cái. Ừ đúng rồi. Ê, anh này trông giống mình này. Anh này mặc cái áo khoác bắt trước mình này các bạn. Ê, đây là con vịt. Hello con cánh cụt. Ôi trời ơi, có một đứa vừa chết ngay cạnh mình kìa bạn ơi. Bạn có thấy buồn không? Tôi chết rồi các bạn ạ, hình như mình chết rồi. Ôi không chết luôn. Trời ơi, tôi đứng cái khe này mà tôi sống luôn. Ê, chị cụt ơi cho mình đứng kè cạnh. Ok. Rồi anh em ta thương nhau mà sống thương nhau mà sướng nhất. Rồi có ba đứa thôi. Còn có hai anh em mình thôi. Tôi đã chết gần hết rồi. Ôi rồi ôi, cánh cụt chết mẹ rồi các bạn. Ôi ôi, cánh cụt luộc rồi. Cánh cụt luộc rồi các bạn ơi. Còn tôi solo với một đứa nữa. Con tôi solo với con robot. Đây rồi, không sao, tôi chưa chết. Tôi nghĩ là con robot sắp chết rồi.
Tôi nghĩ là con robot sắp ngỏ mời các bạn ạ. Tôi nghĩ là ôi giời ơi, nó rơi vỡ đầu tôi rồi, con robot sống dài thế. Ôi giời ơi, tôi được hộp quà. Tôi được top mấy đấy? Sao có top 5 vậy? Rồi nha các bạn nha, lần này làm lại nha. Lần này kiếm hết tất cả top 1 rồi nha. Mặc dù là chơi map mới mình không biết, nhưng mà các bạn nhìn này, lần này mình đã quen với việc là di chuyển của trong game này rồi. Sao con gấu kia chơi bẩn kia, con gấu kia đã đi ra trước kìa anh bên ban tổ chức ơi. Con gấu bỏ mẹ kia đã vừa chơi phá luật kìa. Rồi đây mình sẽ cho các bạn thấy là bây giờ mình đã master cái tựa game này nó như thế nào. Mình đã master đến tầm cỡ vĩ mô rồi các bạn ạ. Mình đã cảm giác như kiểu là mình có thể di chuyển cái tựa game này nó thì không sao hết, mình hồi sinh cơ mà, sợ gì bố con. Không sao hết, mình sinh cơ mà, mình sợ gì bố con thằng nào. Rồi, hình như là đây là đường đi thì phải. Tại vì là nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi đang đi đúng hướng, tôi không có đi ngược hướng, nên là yên tâm, có vẻ như tôi đang đi đúng hướng rồi các bạn ạ. Rồi, ok, chậm mà chắc, ai ui, khó phết các bạn ạ. Cái này nhảy là phải bình tĩnh này, cái này phải bình tĩnh tự tin, không cay cú, âm thầm chịu đựng. Chúng ta phải trả thù sau. Ô, đứng được bẻ lên cái này luôn. Ôi dồi ôi, thế sao không nói sớm, anh ban tổ chức anh nói sớm. Anh cứ bắt em phải đi đúng luật làm cái bỏ mẹ gì vậy. Trời ơi, đôi khi đi phá cách cái nó lại vui. Trời ơi, đi phá cách thực sự luôn. Đây rồi, ok, cái này trông có vẻ ngầu đấy. Ok. Oh, dê. Ui trời ơi, đây rồi. Đến cái trận là để tôi làm nguyên một mã top 1 rồi các bạn. Trận này tôi làm hình như là mỗi trận top 1 là được 20 điểm đúng không? Tôi làm tròn gọi là 80 điểm cho các bạn xem này. Tức là 4 trận, 4 vòng đều top 1 là 80 điểm. Các bạn nhìn này, tôi chỉ làm mẫu đúc một lần thôi nha. Ôi sổ ôi, chúng bắt cua tuyên quang. Chúng bắt cua tuyên quang. Chúng bắt cua mini cua. Vâng, chị thỏ bắt cua mini cua. Ôi, à, tôi đã đuổi đằng sau rồi các bạn. Tôi đã đuổi đằng sau rồi. Đinh mạch bóng có hai con tiếng téo 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 đằng sau lưng mình rồi. Vâng, nói chung là chị thỏ mini cua. Bé thỏ cute bắt cua mini cua bây giờ chuyển sang thành bé hổ cute bắt cua free fire. Đây rồi, tôi biết nhảy cái này như nào, tôi biết nhảy cái này như thế nào đấy. Trời ơi, làm sao bọn kia nó xử lý tinh tế như tôi được, làm sao nó xử lý tinh tế như tôi được. Đây rồi các bạn, đấy 20 điểm luôn. Tôi phát hiện ra một điều rồi các bạn ạ. Cứ mỗi trận top 1 là 20 điểm, top 2 là 18 điểm, nó cứ thế tính từ từ xuống thì phải. Không, cũng có thể là nó có thay đổi một chút vài cái điểm này ở mấy cái top dưới, nhưng chắc chắn với các bạn một điều là cái top 1 thì chắc chắn là 20 điểm, tức là tối đa điểm có thể đạt được là 80. Như vậy thì trận này tôi xin phép lấy full 80 điểm. Đấy rồi, ui, các bạn thấy không, vẫn là cái map vừa nãy, vẫn là một cái map như cũ, nhưng là tôi mới các bạn nha. Map cũ nhưng mà hùng mới. Ok chưa? Ôi, đi nó thẳng tắp luôn. Nào, hạ đường xuống kìa. Hạ đường xuống anh ơi. Hạ đường xuống, em tìm đường mệt lắm. Đây rồi, đây, đây, đúng. Hạ xuống. Hạ xuống cho em. Hạ xuống cho em ngay. Ok. Ui, có đại bàng, có đại bàng đi nhanh quá, có đại bàng đi nhanh quá. Đại bàng rớt đi mày. Đại bàng rớt đi mày. Ok, đại bàng trông có vẻ rớt rồi. Ô, đại bàng éo rớt luôn. Ôi no, mình rớt, đại bàng éo rớt. Thôi ăn cức rồi. Thôi ăn cức rồi. Không sao cả, tôi outplay con đại bàng rồi các bạn. Con đại bàng nó vừa rớt ở cái cửa này rồi. Cơ hội để tôi vượt kèo đây rồi. Đây rồi, cơ hội để là kèo. Con đại bàng này cũng ghê đấy. Ây ui, con đại bàng này. Á, à, con đại bàng này cũng ghê đấy. Nhưng mà hơi non. Trời ơi, được điểm hồi sinh rồi, may quá. Rồi, con đại bàng này hơi non. Con đại bàng này hơi non, không sao cả. Tôi đang đi đúng hướng, chưa có đứa nào về đích cả. Ôi, chuẩn như Lê Duẩn nào. Ơ, rồi tôi phát hiện ra một điều rồi các bạn ạ. Hóa ra cái máng này là để chúng ta né quả búa. Tôi đang thắc mắc không hiểu sao có cái quả máng ở giữa map này để làm cái gì. Định mệnh nhà nó đến giờ tôi mới biết cái chức năng của nó là để né búa phải không ạ. Bộ nãy giờ tôi éo xài luôn á. Tôi cứ tưởng là kiểu là cái búa này là phải chạy thật nhanh cơ. À không, ok luôn. Trời ơi, lại top 1. Không thấy một đối thủ nào sau lưng cả. Outing cả map là có thật. Ồ, tôi còn có 18 điểm thôi phải không ạ. Hình như là tại vì tôi chết nhiều quá, tại tôi lâu quá hay gì ạ. Ồ, như vậy là điểm tối đa là 80, nhưng cũng có thể ra sẽ không đạt được 80 điểm. Đây rồi, cơ hội để solo lại cái gọi là cái rơi thùng quà đây rồi. Lần này tôi sẽ outing nguyên cả cái bát này cho mà xem. Và như vậy là có 19 người chơi các bạn ạ. Ok, nãy là tôi lỗi kỹ thuật nên tôi bị rớt chết thôi. Ơ con mèo cái AFK. Ơ con gấu AFK, rồi xong con gấu AFK, nhưng con khỉ là
con giới chết luôn. Định mạnh nó đúng kiểu người làm chó hưởng. À lộn, nhầm. Gấu làm nhưng mà khỉ hưởng. Vâng, gấu làm nhưng mà khỉ hưởng. Gấu đứng AFK nhưng mà khỉ ăn cức. Vâng, có vẻ như con chó này nhận ra mình hay gì ấy. Ô, nhảy ra ngoài đấy là chết các bạn ạ. Ôi vâng, bạn chó này vừa tay máy nhảy mẹ ra bên ngoài, nó tính thua luôn các bạn ạ. Nó tính là vào bên mục người chết luôn rồi. Khổ thân thế cơ chứ lạ. Ôi, càng ngày càng dày. Định mệnh càng ngày càng dày rồi. Không ổn rồi. Tôi bắt đầu cảm giác là mình phải đi ra mấy cái sen kẽ này các bạn. Đó, đi ra mấy cái sen kẽ này này mới có cơ hội sống này. Đứng ở bờ tường nhiều khi chết đấy. Ok, bạn cho mình đứng ké tí coi. Má, chơi chen nhau thế. Lỡ đâu mình chết rồi sao? Rồi xong, bố mày chen ở đây. Mày chuẩn bị chết con mẹ mày đi. Rồi, chết luôn. Ui, 17 trên 18 chết mẹ map rồi các bạn. Còn mỗi mình à? Ô, vẫn tính là sống luôn. Trời ơi, tôi chết rồi. Rồi, xong. Ơ, mẹ ơi, 2 trên 18. Ô, vẫn có đứa sống à? Má, sống dài thế. Rồi, điểm chưa cách biệt lắm. Nhưng mà bây giờ tôi biết nôm na cái này là cái gì rồi các bạn ạ. Cái này là nhảy vào băng cho nó tan, cho rơi xuống dưới các bạn ạ. Cái này thì gọi là trách bừa, xong rồi là gọi là nhảy theo tụi nó thôi. Cái này khó đặt nhất lắm. Trời ơi, vãi nồi. Đúng trận cuối cùng để lấy cái top 1 thì tự dưng tôi lại gặp cái map này. Khổ thiệt đất chứ lại. Nhưng không sao hết, tôi chơi máy tính mà. Ủa, ô tôi rớt xuống rồi đấy. Ơ, cái này là sống càng lâu càng tốt à? Ôi bạn ơi, vai Kalin ải sống càng lâu càng tốt thì tôi lao con mèo dưới. Tôi tưởng là xuống càng nhanh thì thắng càng nhanh. Ôi trời ơi, top 1 của anh chị ơi. Ok, chắc có lại video của mình xin phép dừng lại đây thôi. Nếu các bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Và xin chúc ngày tốt lành. See you again. Bye bye.